Kính thưa quý vị, với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, từ nhiều năm nay, Bình Dương đã thu hút ngày càng đông người dân từ khắp nơi tìm đến lập nghiệp. Toàn tỉnh hiện có hơn 2,7 triệu dân, trong đó dân cư đô thị chiếm hơn 84%. Để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ngày càng cao, Bình Dương đã từng bước hình thành nhiều khu đô thị, khu dân cư đáp ứng yêu cầu về chỗ ở cho người dân. Cùng với đó, nhiều công trình phúc lợi xã hội, khu vui chơi giải trí lành mạnh cũng đã hình thành, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Chương trình An cư lạc nghiệp tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về một số khu đô thị, khu dân cư đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị ở Bình Dương. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 5 giờ 30 phút sáng thì ông Đặng Thanh Long, một người dân ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, đều đặn đạp xe đến công viên thành phố mới để tập thể dục. Năm nay đã hơn 70 tuổi. Với ông, bí quyết để sống vui, sống khỏe cùng con cháu là luôn lạc quan, yêu đời, chế độ ăn uống thích hợp và thường xuyên rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe. Tại công viên này, ông Long được gặp mặt nhiều người có cùng sở thích tập thể dục buổi sáng, cùng nhau vận động, thư giãn và chia sẻ những câu chuyện về gia đình, những vấn đề trong đời sống xã hội đang diễn ra hàng ngày. Tôi đi trong này á là khoảng mới bắt đầu cái trung tâm hành chính tỉnh này nó hình thành, mà ở đây nó còn đường đất đỏ, nó mới trồng những cái cây đại thụ rải rác tới nay luôn. Nó là lâu lắm rồi, tôi thấy nó tiện lợi cho người dân ở đây vô cùng, mà không phải riêng người dân ở xung quanh đây mà nhiều nơi hằng ngày thường tập hợp là ở đây tập thể dục rèn luyện thể chất, đông nhiều lắm, ngày nào mới vô đây đông lắm, sớm hơn vô đây biết bao nhiêu người nữa, ngày thường chứ còn riêng ngày thứ bảy chủ nhật là đông lắm. Không chỉ có ông Long mà còn rất đông người dân sinh sống quanh thành phố mới Bình Dương tập trung vào mỗi buổi sáng tại công viên rộng lớn này để tập thể dục. Đây cũng là nơi mà các gia đình người lao động đang làm việc. Từ nơi xa, vài chục km cũng chọn là điểm hẹn sinh hoạt để vui chơi vào những dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Họ đến để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành, mảng xanh của công viên để tìm kiếm năng lượng sau một tuần làm việc vất vả. Thì một buổi sáng ấy, thì thường thường bọn em tập là khoảng tầm 50 người đạp xe đạp. Thì với cái cự ly nó khoảng tầm 30 cho đến 40 km. Nhưng mà hôm nay thực sự mà lên ấy, trung tâm của tỉnh Bình Dương này ấy, thì thấy rằng cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Mà chưa bao giờ nghĩ rằng có một cái điều kiện, nghĩa là để cho người ta hưởng thụ cái cuộc sống sinh thái ở đây ấy, phải nói là tuyệt vời nhất ấy. Mà chưa bao giờ lần đầu tiên lên đây đi. Thì so với này, bọn em đang ở Thuận An và Dĩ An thì cái khu đó thì nói chung là nó phát triển trước nhưng mà không có quy mô như ở tỉnh Bình Dương. Nên nếu như mà để mà chọn cái cuộc sống ấy, thì chắc chắn là sẽ chọn ở thành phố mới tỉnh Bình Dương rồi. Bởi vì trên này người ta phát triển đồng đều, cơ sở hạ tầng đẹp và có nhiều cái tiện ích để cho mình hưởng thụ cái cuộc sống. Nếu mà đạp xe đạp mà chậm chậm thì khoảng 20 phút. Dạ, và nếu mà đạp nhanh thì không tới 20 phút. Nên là chắc chắn anh em sẽ cố gắng tuyên truyền lên trên đây để tập thể dục, để hưởng thụ cái cuộc sống. Vào năm 2004, tỉnh Bình Dương đã triển khai đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị có diện tích hơn 4.196 ha, trong đó diện tích khu đô thị hơn 3.000 tỷ đồng, nằm trên địa bàn giáp ranh của thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát và Tân Nguyên. Mục tiêu của dự án nhằm biến vùng đất bạc màu nơi đây thành một khu phức hợp có diện mạo mới, bao gồm khu công nghiệp phụ trợ liền kề với khu đô thị cao cấp, khu khoa học công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và hình thành các loại hình dịch vụ hỗ trợ song song cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đây được xem là động thái mang tầm chiến lược của tỉnh Bình Dương nhằm tạo bước phát triển bền vững, mang vóc dáng mới cho tỉnh nhà trong tương lai. Để có quỹ đất phục vụ xây dựng khu liên hợp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 5 khu tái định cư tại các địa bàn giáp ranh để bố trí đất ở cho các hộ dân trong vùng quy hoạch. Cùng với đó, Bình Dương đã xây dựng 7 tuyến đường tạo lực đấu nối với hệ thống giao thông chung như đường Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 13, các đường DT741, DT742 với tổng chiều dài hơn 34 km nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Bình Dương cũng đầu tư các tuyến kênh thoát nước, hệ thống cung cấp điện, nước, bưu chính, viễn thông. Theo đề án được duyệt để đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp của người dân và các nhà đầu tư trong khu liên hợp.
Cùng với việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng cho toàn khu liên hợp, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.000 hectare. Đây là một thành phố mới hiện đại, năng động, bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối chặt chẽ với các tỉnh, thành, lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giai đoạn từ năm 2006 đến 2010, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã quyết tâm thực hiện công tác đền bù để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu liên hợp. Bằng sự quyết tâm chính trị, Bình Dương đã tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng việc đầu tư dự án xây dựng khu liên hợp, nên hầu hết đều nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, nên tiến độ xây dựng khu liên hợp đã được đẩy nhanh lên một bước. Việc hình thành các tái định cư, khu dân cư đô thị đã thu hút ngày càng nhiều người dân từ khắp nơi về đây sinh sống và làm việc. Từ đó, các cơ sở thiết yếu như trường học, trung tâm y tế, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng cũng được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đời sống của dân cư trên địa bàn. Vóc dáng của một đô thị trẻ, năng động và hiện đại đã được hình thành từ đây. Ngoài khu đô thị ở thành phố mới Bình Dương, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều khu dân cư đô thị đã hình thành, góp phần định hình một vùng đô thị mới với nhiều mảng xanh và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh của Bình Dương. Trong số này, phải kể đến khu dân cư Hiệp Thành 1, Hiệp Thành 2, Hiệp Thành 3, nằm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, khu dân cư Mỹ Phước 1, 2, 3, 4, nằm trên địa bàn thị xã Bến Cát, khu dân cư Bào Bàng. Tại những khu dân cư này, việc quy hoạch xây dựng khá hài hòa với thiên nhiên. Các khu nhà ở, công viên, trường học được bố trí hợp lý, tạo không gian sống vô cùng thoải mái cho cư dân. Những năm qua, phường An Phú, thành phố Thuận An là địa bàn phát triển mạnh về công nghiệp, nên ở đây đã sớm hình thành những khu dân cư đô thị lớn, thu hút rất đông người dân nhập cư vào địa bàn sinh sống và làm việc. Chỉ tính riêng một khu dân cư thuộc khu phố 3, phường An Phú, được hình thành từ năm 2000, hiện đang có gần 1.900 nhân khẩu. Khu dân cư Việt Sinh, nằm trên địa bàn khu phố 4, cũng có gần 5.400 nhân khẩu. Các khu dân cư này khá sung túc, có rất đông người dân sinh sống để tìm cơ hội việc làm. Các khu dân cư này có tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, lĩnh vực thương mại dịch vụ ở đây phát triển mạnh. An Phú là một trong những cái địa phương phát triển đô thị nhanh và lớn so với các địa phương trong tỉnh Bình Dương. Trong thời gian qua thì dân số của phường An Phú tăng rất nhanh. Trước đây 10 năm thì dân số An Phú khoảng hơn 50.000, hiện nay tăng hơn gấp đôi. Hiện nay dân số toàn phường khoảng 111.000 người, thì là một cái địa bàn phải nói là trọng điểm về phát triển kinh tế, do đó thu hút một lượng lớn các lao động từ các địa phương đến sinh sống, làm việc tại phường. Do đó thì trong thời gian qua thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ thành phố cũng như nghị quyết của đảng bộ phường An Phú thì chúng tôi cũng tập trung phát triển cái đô thị và đặc biệt là cái công tác phát triển về hạ tầng giao thông và phát triển về các khu dân cư để đảm bảo cái nơi ở của người dân trên địa bàn. Thì trên địa bàn của phường An Phú hiện nay là có hơn là 20 khu dân cư, khu chung cư trên địa bàn. Tuy nhiên thì cái này cơ bản thì đáp ứng một phần cái nhu cầu ở của người dân từ các địa phương khác đến làm ăn sinh sống. Một phần cũng còn một phần rất là nhiều người vẫn chưa có điều kiện để tiếp cận cái các nơi ở mà có như các khu dân cư, khu chung cư. Thì cái này trong thời gian qua chúng ta cũng đã kêu gọi và tập trung đầu tư rất là lớn cái nguồn lực ở đây. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút các dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn nhằm đảm bảo cái nơi ở của nhân dân trên địa bàn. Thì trong đó chú trọng nhất đến những cái dự án về cái đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân. Thì ở An Phú thì cũng rất là may mắn được các công ty đầu tư, đặc biệt là BKMS đầu tư các nhà ở xã hội trên địa bàn của giáp ranh với khu công nghiệp V-Ship, thì đầu tư các khu nhà ở xã hội này cũng tạo điều kiện rất lớn để người dân có thể an cư lập nghiệp tại trên địa bàn của phường trong thời gian vừa qua. Xã hội ngày càng phát triển, việc làm, thu nhập và đời sống của người dân ngày càng tăng cao. Vấn đề chỗ ở để an cư lạc nghiệp đang trở thành nhu cầu cấp thiết của nhân dân. Việc hình thành những khu dân cư, khu đô thị mới có đủ tiện ích cho cư dân
là điều cần thiết và cần được nghiên cứu, triển khai các dự án. Mỗi khu dân cư đô thị cũng nhắm đến đối tượng phục vụ riêng. Nơi đó sẽ tập trung phục vụ cho nhóm đối tượng lao động, chuyên gia hay cán bộ công chức. Mục tiêu ban đầu phân cấp đối tượng dân cư sẽ sớm hình thành những khu cụm dân cư, đô thị phù hợp với thu nhập, đời sống sinh hoạt của nhóm dân cư đó. Quý vị vừa đến với chương trình An cư lạc nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.